Thứ nhất, bạn cần chuẩn bị cho mình một tài khoản và sở hữu các NFT. Bạn cần một tài khoản MetaMask ở trên Aurora và có tối thiểu một hero và một land để đăng ký chơi. Trong cùng một thời điểm, cặp hero và land này sẽ chỉ được đua một rank và trong một tuần cố định. Trong quá trình chơi, tất cả các hero và land này sẽ được khóa lại để tránh transfer, tránh mục đích trục lợi. Nếu người chơi cố ý sử dụng một số công cụ khác để chuyển NFT này đi thì sẽ bị loại khỏi cuộc đua rank và không nhận được các phần thưởng. Hãy tìm hiểu thông tin và sáng suốt lựa chọn tìm ra rank phù hợp với mình bạn nhé. Thực sự thì có hai cách kiếm tiền từ farming tại thời điểm này. Khi bạn hoàn thành daily quest hàng ngày và nhận về quay, kiếm lợi nhuận khi quay ra token, NFT vật phẩm tùy độ may mắn của các bạn. Thứ hai là thực hiện các nhiệm vụ tham gia về đô top ranking. Hiện tại chúng ta sẽ có hai đô top ranking là top về kiếm sở hữu mi và top về trồng cây. Dựa trên kinh nghiệm, kiến thức và sự chăm chỉ của các bạn thì các bạn có thể tham gia đô top để nhận được các phần thưởng. Mỗi ngày bạn chơi, bạn sẽ nhận được một số nhiệm vụ nhất định. Hoàn thành các nhiệm vụ đó, bạn sẽ lên marketplace để quay số chúng ta. Giải thưởng ban đầu sẽ là token, ban đầu là near và sau đó có thể là các đồng fame. Giải thưởng thứ hai, NFT hoặc các mảnh NFT. Giải thưởng thứ ba, vật phẩm ở trong game hoặc các vật phẩm ngoài game như quà tặng của chúng tôi. Mỗi quest với mỗi người mỗi ngày đều không giống ai, là ngẫu nhiên. Và nếu thấy quest khó, bạn có thể đổi quest với một chút mi mà bạn có. Vé sẽ được quay vào chủ nhật hàng, bắt đầu từ quay vào từ chủ nhật hàng tuần lúc 8:30. Nhưng sau đó thì chúng tôi sẽ cập nhật trên hệ thống để các bạn có thể quay ngay lập tức khi các bạn có vé. Bạn không hoàn thành cũng không sao cả, bỏ qua ngày đó, ngày mai khi quay lại vào lúc 7 giờ sáng GMT cộng 7 thì câu chuyện sẽ lại được tiếp tục. Bạn sẽ được nhận được những các nhiệm vụ mới, hoàn thành bạn sẽ nhận được vé quay phần thưởng. Chúc bạn may mắn. Bạn truy cập đường link marketplace.farmy.io, chọn phần Mario Kart, chọn phần Formation, chọn Hero, chọn Land, chọn rank bạn muốn đua và ấn Submit, sau đó chờ thời gian đến thời gian bắt đầu cuộc thi. Tuần đầu tiên sẽ có hai top rank, top đua trồng cây và top sở hữu mi. Cái thời điểm cuối cùng khi bắt đầu kết thúc, khi kết thúc rank thì thứ hạng nó sẽ được xác lập của các bạn và dựa theo cái thứ hạng của các bạn thì các bạn sẽ nhận được cái phần thưởng tương ứng với vị trí. Pool trả thưởng thì không cố định nhưng sẽ được thông báo trước hàng tuần, được tính theo thứ nhất tỷ lệ được tính toán từ mục play to earn trong tokenomics. Ban đầu là Farmy sẽ dùng quy đổi tương ứng từ phần near ra để trả. Phần thứ hai là lợi nhuận được share từ các hoạt động của Farmy. Thứ nhất là bán NFT, hoạt động có thu phí giao dịch, hoạt động các phí chế tạo đồ, phí chế tạo NFT, phí mở vé trả thưởng daily quest. Các bạn sẽ phải mất một khoản phí nhỏ nhỏ để mở cái ticket trả thưởng để quay. Vì vậy, pool nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào cộng đồng có hứng thú tham gia nhiều hay không. Quyền quyết định nằm trong tay của Farmy Team, không phải là Farmy Dev. Tổng pool từng bảng đấu sẽ được báo trước cho gamer để lựa chọn và đăng ký. Tổng pool các bảng ban đầu sẽ bằng nhau và trong tuần này sẽ là 200 near một bảng đầu. Rất đơn giản, chúng ta sẽ tìm hiểu từng định nghĩa. Thứ nhất phải định nghĩa bảng đấu. Mỗi tài khoản sẽ được nhóm lại theo hạng, theo loại rank các bạn thi đấu. Và cái bảng đấu tối đa là 100 người một bảng. Trong một bảng thì gồm những người cùng loại rank đua. Thứ hai là hiểu về pool thưởng. Mỗi rank sẽ được công bố một loại pool thưởng nhất định và được công bố giá trị trước khi thi. Thì ở trong của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ có là 200 near cho một bảng đấu. Thứ ba, cách xếp hạng. Mỗi người chơi sẽ dùng số point để xét vị trí xếp hạng. Point càng nhiều thì hạng càng cao. Cái số point này được hiện lên theo tiêu chí của từng rank. Ví dụ như là top trồng cây thì các bạn trồng được một cây được tính bằng một point. Các bạn đua sở hữu mi thì sở hữu được một mi tương đương các bạn sở hữu được một point. Cái số này nó sẽ thay đổi liên tục trong quá trình bạn đua ở trong tuần. Nếu hai người có cùng point với nhau thì ai được đạt được số point đó trước thì người đó sẽ đứng ở trên trong trường hợp đua tốt. Lợi ích của việc xếp hạng là như thế nào? Lợi ích của việc xếp hạng thì chúng ta sẽ có một hệ số ưu tiên đi kèm đối với trải rêu từ cao xuống thấp. Với top 1 các bạn được 2,5 hệ số, top 2 2,2, top 3 1,8. Từ top 4 đến top 10 đến top 100 các bạn sẽ trải dần từ 1,3 cho về 1,0. Tỷ lệ này được áp dụng vào ngày 16 tháng 3 năm 2022 và sẽ có thông báo trước 2 tuần nếu như có thay đổi. Tức là nếu mà không có thay đổi gì cả, các tuần sau vẫn áp dụng tỷ lệ này. Cách quy đổi ra thưởng như thế nào? Điểm quy đổi cá nhân sẽ bằng điểm số point của các bạn nhân với hệ số ưu tiên. Ví dụ bạn đứng ở thứ nhất, bạn được 1.000 point
hệ số của bạn 2,5, như vậy điểm quy đổi cá nhân của bạn là 2.500. Còn điểm quy đổi của bảng đấu, điểm quy đổi của bảng đấu là tổng tất cả điểm quy đổi cá nhân của cả bảng đấu cộng lại với nhau, để gồm những cá nhân đạt điều kiện tối thiểu. Chúng ta có một cái định nghĩa về đạt điều kiện tối thiểu, tức là mỗi một cái rank chơi ấy sẽ phải có tối thiểu đạt được bao nhiêu point thì mới được xét thưởng. Còn nếu dưới mức đó, FAMI định nghĩa là các bạn không tham gia, gần như không tham gia các hoạt động ở trong game, vì số tối thiểu nó rất dễ đạt được. Vậy thì số thưởng sẽ bằng là hệ số quy đổi của cá nhân, tổng số quy đổi cá nhân chia cho tổng số quy đổi của cả bảng đấu với những tài khoản đủ điều kiện và nhân với tổng môn thưởng. Xem chi tiết thì các bạn có thể xem trên file mà bên phía Wiki đã có cung cấp lên. Thế còn tần suất cập nhật của bản đấu thì sẽ như thế nào? Tần suất cập nhật của bản đấu 30 phút thì sẽ cập nhật được một lần. Đấy tức là gì? Các bạn đấu tốt vào 30 phút thì cái bảng đấu nó sẽ tự động tính toán lại cả hệ thống và nó cập nhật cái bảng đấu lại một lần. Cái vị trí nó có thể thay đổi liên tục. Khi cuộc đua bắt đầu mà bảng đấu không đủ 100 người thì vẫn được thi. Tuy nhiên pool sẽ áp dụng theo tỷ lệ tương ứng. Ví dụ cả một pool trong một bảng đấu là 200 lira. Nếu chỉ có 65 người thi thì tức là theo tỷ lệ là 65 trên 100 thì chúng ta cái pool cho bảng đấu này chỉ là 130 lira cho toàn bộ 65 người chơi. Tuy nhiên tỷ lệ vẫn giữ từ cao xuống thấp, tức là các bạn có lợi thế ở câu chuyện là ít người thi thì cái bạn cuối cùng nếu mà đạt được cái tỷ lệ bạn vẫn là cao. Và cái việc này là hệ thống tự tính, các bạn không thể tự roi vào các cái bảng tự lựa chọn được để đảm bảo tính công bằng. Lịch tuần sẽ như sau, tạm thời là 19:30 thứ tư thì sẽ khóa đội hình để cập nhật hệ thống. 20:30 sẽ bắt đầu tính đua. Xuất phát điểm của mỗi cao lúc này sẽ quy chiếu về bằng nhau, tức là sao? Tại bắt đầu tuần này bạn đô top mi, bạn có 100 mi, tôi có 80 mi thì cái số mi đấy nó sẽ quy định bao nhiêu bằng nhau, tức là về sau ấy, thì bạn tăng thêm bao nhiêu mi, tôi tăng bấy nhiêu mi tính từ cái mức đó, chứ không phải là tính từ bạn ban đầu đã có 100, bạn hơn tôi chỉ có 80. Đó là cái cách tính của FAMI khi mà tham gia cái việc đô top. Mỗi một tuần thì nó sẽ chặn cái mức hệ quy chiếu cho nó về bằng nhau để các bạn đảm bảo sự công bằng. Thời gian hiển thị được cố định như sau: sau 24 tiếng kể từ khi bắt đầu đua rank thì thứ hạng sẽ bắt đầu được hiển thị, và số tiền tạm tính là số tiền áp dụng công thức ở mục 8. Các bạn có thể xem câu hỏi số 8. Số tiền mà được thưởng là số tiền tại thời điểm kết thúc của cái bảng đấu. Các bạn sẽ có, khi mà kết thúc bảng đấu thì các bạn sẽ đua trong vòng 6,5 ngày và được nghỉ 12 tiếng, tức là nghỉ 0,5 ngày để các bạn sắp xếp đội hình, chuyển và tìm hiểu thông tin, chọn lựa rank đăng ký cho cuộc giải đấu tiếp theo. Thứ nhất, bạn đã chuẩn bị cho mình một tài khoản NFT trên marketplace.fami.io, kiến thức trò chơi tại wikivn.fami.io bằng tiếng Việt hoặc wiki.fami.io bằng tiếng Anh, chiến thuật hợp lý, tinh thần chăm chỉ, sự may mắn là sự không thể điều không thể thiếu, và đừng căng thẳng, FAMI cũng chỉ là một trò chơi, nó cần mang cho bạn sự giải trí, nên cũng nhớ là nghỉ ngơi hợp lý bạn nhé. With FAMI, we are one.